Kamen Rider Kabuto, một bộ phim có lẽ không còn xa lạ đối với những bạn yêu thích tokusatsu. Phim gây ấn tượng cho khán giả có lẽ một phần bởi dàn nhân vật rất đặc trưng và đáng nhớ. Ngoài nhân vật chính Tendo Soji được đông đảo người xem yêu thích, bộ phim còn có một nhân vật thú vị và đáng nhớ không kém, đó là Tsurugi Kamishiro, Kamen Rider Sasor. Chào mừng các bạn tới với Rotaka Media. Ở clip ngày hôm nay, qua kịch bản được chắp bút bởi bạn Kami, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về nhân vật đáng nhớ này nhé. Tsurugi Kamishiro xuất thân là một chàng công tử nhà giàu thuộc gia đình quý tộc Discovery nổi tiếng ở nước Anh. Anh sống cô độc, khép mình trong ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu cùng với một người quản gia tên Jiya. Ở những lần đầu xuất hiện trong phim, Tsurugi để lại ấn tượng cho khán giả là một tên hống hách, kiêu căng, cho rằng mình là người đứng đầu ở mọi lĩnh vực với châm ngôn là người thay thế chúa và chém đứt mọi thứ bằng thanh kiếm. Điều này khiến cho ai nấy đều không ưa được anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Song, Tsurugi cũng thực sự là người có tài. Lần đầu gặp Tendo, cả hai người đã so tài cao thấp với nhau và Tsurugi chứng tỏ được rằng anh không hề kém cạnh gì so với Tendo ở nhiều lĩnh vực. Thề rằng sẽ tiêu diệt tất cả Worm, Tsurugi, sau chặng hành trình đồng hành cùng Tendo và Kagami chiến đấu, thân phận thật sự của anh cũng dần được hé mở. Là người được Sasor Zector lựa chọn, nên Tsurugi được Zector thuê về để săn lùng và tiêu diệt Worm. Mục tiêu cả đời của anh chính là tìm cho ra được kẻ đã sát hại người chị gái thân yêu của mình và tiêu diệt hết tất cả các Worm. Tsurugi sở hữu kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, là một đồng minh đáng tin cậy và đồng thời là nỗi khiếp sợ cho bè lũ Worm. Là một gã giàu có và kiêu ngạo, thế rồi chàng trai quý tộc kia cũng có lúc rơi vào thời kỳ xa cơ lỡ vận khi gia đình anh bị phá sản. Trong tình cảnh đó, để chủ nhân của mình có thể sống vô tư không lo nghĩ, người quản gia Jiya đã đi làm cật lực để lo cho anh. Ông xem Tsurugi như chính con trai của mình. Về phần Tsurugi, anh không hề hay biết gì, chỉ biết chiến đấu trong sự thù hận và cố gắng sống đúng với tôn chỉ của mình. Cho tới khi Tsurugi thực sự biết được gia cảnh của mình, con người và tính cách thực của anh dần được hé lộ. Thấu hiểu được nỗi cực nhọc của Jiya, anh đã phải đi làm thêm, thậm chí bán luôn cả Sasso Zector để có thể đưa gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Khoảnh khắc Tsurugi và người quản gia hy sinh cho nhau để vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống thực sự khiến người ta cảm động. Lúc này, Tsurugi cho thấy bản thân là một con người thật thà, chăm chỉ, thậm chí ngốc nghếch, là một cậu công tử hiền lành và tốt bụng, dùng vẻ bề ngoài lạnh lùng để che giấu con người của mình để có thể quyết tâm trả được mối thù. Tsurugi trước giờ vốn chỉ biết đến chiến đấu vì bản thân, cho đến khi anh gặp được Misaki, một thành viên của tổ chức Zect. Ở cô phảng phất hình bóng người chị đã khuất của anh. Tsurugi đã đem lòng yêu Misaki từ khoảnh khắc đó. Anh thực sự là một kẻ ngờ nghệch trong tình yêu, sự nhiệt thành quá mức của anh nhiều khi đã đẩy Misaki vào tình thế khó xử. Nhưng sau cùng, sau nhiều lần xả thân bảo vệ cho cô, kiên trì theo đuổi cô đến cùng với một tình cảm mãnh liệt và chân thành, tình yêu của anh cũng đã được đáp lại. Misaki đã trở thành bạn gái của Tsurugi. Trời chiêu thay, cuộc tình của hai người mới chấm nở chưa được bao lâu thì bi kịch đã ập đến. Khi sự thực về quá khứ của Tsurugi dần được phơi bày, anh thực chất là Scorpion Worm, hung thủ đã xuống tay giết chết Tsurugi thật và chị gái của anh ta. Bản chất của loài Worm là khả năng giả dạng và sao chép tất cả ký ức của người khác. Có lẽ do cảm xúc quá mạnh mẽ của Tsurugi trước khi bị giết đã được Worm sao chép và phần nào gây ảnh hưởng, khiến cho Scorpion Worm nghĩ mình là Tsurugi thật. Sau đó, Tsurugi gia nhập tổ chức Worm cấp cao, làm cho mọi người ai cũng nghĩ rằng anh đã thay đổi, trở thành một tên Worm độc ác, không còn là Tsurugi mà mọi người yêu mến. Thế nhưng, anh vẫn là anh, dù là Worm, nhưng con tim anh vẫn là Tsurugi của chính nghĩa. Với lời thề tiêu diệt hết tất cả Worm, anh đã lập kế hoạch lừa hết bọn Worm vào một chỗ để Tendo, Kagami cùng tổ chức Zect có thể tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, để tiêu diệt hết tất cả Worm, đồng nghĩa với việc Tsurugi cũng phải bị tiêu diệt. Anh đã trao di nguyện cuối cùng của mình vào tay Tendo. Dù Tendo không hề nỡ xuống tay giết chết người bạn của mình, nhưng ý chí mạnh mẽ của Tsurugi đã thúc đẩy cho Tendo hoàn tất nhiệm vụ đó. Trước khi bi kịch ập xuống, Tsurugi đã tự tay đan một chiếc khăn choàng cổ cho Misaki với ao ước có một đêm Giáng sinh thật hạnh phúc bên người con gái mình yêu. Misaki cũng đã tặng cho Tsurugi một chiếc vòng tay, anh đã luôn đeo nó bên mình. Mọi chuyện có lẽ sẽ thật tốt đẹp nếu như hai người được tận hưởng đêm Giáng sinh ngọt ngào và ấm áp bên nhau. Thế nhưng hiện thực lại thật nghiệt ngã, bi kịch đã đem Tsurugi đi. Trong những giây phút cuối đời, anh đã trở về dinh thự của mình, nói những lời trăng trối cuối cùng và ra đi trong sự tiếc thương, đau xót của người quản gia Jiya. Nè Jiya, em ước thêm hồi cả nà. Đối với mình, nhân vật Tsurugi Kamishiro, Kamen Rider Sasor, do nam diễn viên Yusuke Yamamoto thủ vai là điểm sáng của cả bộ phim. Mặc dù không phải là một người hoàn hảo hay thần thái như nhân vật chính Tendo Soji, nhưng xét về tài lẻ cũng như kỹ năng chiến đấu thì anh lại không hề kém cạnh chút nào. Đồng thời, cách xây dựng nhân vật của anh lại độc đáo vô cùng và có phần mang nhiều bi thương. Cuộc đời của anh như một áng bi kịch buồn mà đẹp đẽ của bộ phim, từ khi còn bé đã mất cha mẹ,
chỉ còn lại người chị và một người quản gia trung thành rất quan tâm lo lắng cho anh ta. Nhưng rồi chính anh phải tận mắt chứng kiến cảnh Worm ra tay tàn sát chị của mình mà không thể nào bảo vệ được. Luôn bị quyết tâm trả thù là mờ mắt, bên cạnh anh không có bất cứ bạn bè hay người thân nào khác. Vậy nên có lẽ The Tsurugi là người có tất cả nhưng lại chẳng có gì. Cho đến khi anh gặp được Tendo và Kagami, họ trở thành những người bạn đầu tiên của anh. Còn Misaki, người đã cho anh chút hy vọng nhỏ nhoi, kéo anh ra khỏi quãng đời tăm tối, giúp cho The Tsurugi có thêm mục đích và niềm vui trong cuộc sống. Nhưng trời trêu thay, anh lại phát hiện ra rằng kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình. Xong, là con người có quyết tâm, lập trường vững vàng không gì thay đổi được, anh đã giữ đúng lời thề tiêu diệt tất cả Worm và kẻ thù đã giết chị của mình. Tôi có được mơ ước không? Lời trăng trồi cuối cùng của Tsurugi hỏi Shiya trước lúc ra đi, cho thấy sự hoài nghi về thân phận của chính mình, rằng liệu một kẻ là Worm như anh có được đặc quyền mơ ước như một con người bình thường hay không. Đối với mọi người và đối với vị quản gia Shiya, người vốn đã biết sự thật từ rất lâu và luôn xem anh như con của mình, thì Tsurugi xứng đáng có được cuộc sống bình thường như bao người khác. Cái chết của Tsurugi đã để lại trong lòng người xem bao sự tiếc nuối, đồng thời cũng tạo cho hình tượng Kamen Rider Sword thêm phần ý nghĩa. Mặc dù bản thân là Worm, nhưng tồn tại trong anh là trái tim của một con người. Anh hy sinh với tư cách là một Kamen Rider, là một người hùng thầm lặng, luôn bảo vệ thế giới, bảo vệ những người mình yêu thương. Trên đây là cảm nhận của chúng mình về nhân vật từ Tsurugi Kamishiro, Kamen Rider Sword, một nhân vật vô cùng đáng nhớ trong series Kamen Rider Kabuto. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy để lại comment ở phần bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên subscribe cho channel để tiếp tục theo dõi những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. アンネットは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。